còn 26 này hả? Dạ, 26, 7, 50, 95. Rẻ hơn cái dầu rồi đó. Dầu mắc hơn đó. Dầu và mắc hơn á? Dầu 268 lần. Tùy mắc hơn 100 đồng rồi đó. Mắc hơn luôn cái 95 luôn ghê. Ừ. Dạ, biết đường nào nói ha. Lên xuống, lên xuống. Hôm nay là 26.700, gần 26.800, mà dầu á, dầu diesel là 26.800, mắc hơn xăng 95 100 đồng. hôm bữa ai nói chuyển sang đi xe dầu cho nó lợi á. Chịu không nổi. À, GS đầy bình thì 420.000. Hôm trước trời ơi đổ 600.000, chưa có đầy bình nữa. Nay ok rồi. Mới thay nhớt bữa giờ, bữa nay mới đi ra lần đầu tiên á, đi ra lần đầu tiên. Rồi thấy mấy bác đi liên tục ngày tuần nào cũng đi, hay quá trời luôn. Mình công việc lưu vô. Nay cũng đi công việc nè. Nay đi lên Trảng Bom có việc. Phải coi nó có dư thời gian không rồi ghé qua núi Vinh ngồi một xíu. Đây đường đông quá trời. Giờ này mới ra tới đây. Mấy bữa nay là mà mấy bác ấy, cộng đồng mạng dậy sóng cái vụ tranh luận là đi nhiều quá rồi về già là mình nên á. Cũng mắc cười. Không, nó có mình khoan đã kích những cái suy nghĩ đó nha. À, thật ra cái góc nhìn của họ nó cũng đúng ở một cái góc nào đó chứ không phải là không là là sai. Thấy nhiều bác lên đã kích dữ quá. À, nó vẫn đúng á, tại vì một câu nói nó thể nó sẽ không đúng hết cho tất cả các trường hợp, cho tất cả các người nghe. Một số anh chị em mà làm YouTuber á, làm YouTuber không phải để giải trí nha mọi người, làm mà mấy anh chị này là người ta làm chuyên nghiệp luôn á, người ta làm sản xuất nội dung á, thì người ta phải đi nhiều. Ta đi nhiều để người ta có cái nội dung để sản xuất, và người ta có tiền từ cái việc làm YouTube. Đó, cho nên là ví dụ như những người này người ta đi chơi như đi làm vậy đó. Giờ nói họ đi nhiều thì sao, giờ cái công việc của họ nó như vậy. Có những người người ta làm YouTuber nhưng không phải kiếm tiền từ YouTube giống như mình đi. Giống như mình nè. Thì nếu như người ta có đi nhiều thì trong cái hoàn cảnh người ta cho phép đi, và có thể là người ta đi để người ta xả stress chẳng hạn. Ví dụ công việc người ta làm người ta căng thẳng, người ta muốn cân bằng lại cái cảm xúc cuộc sống công việc của người ta, thì người ta sắp xếp người ta đi chơi. Tại vì người ta đi chơi người ta quay phim nên mọi người thấy người ta đi chơi, chứ nhiều người ta đi người ta không quay thì đâu có thấy được, đúng không? Cho nên là cứ nghĩ người ta đi chơi nhiều này kia. Chứ cuộc sống mà thí dụ căng thẳng quá, áp lực quá, đi kiếm tiền suốt ngày rồi căng thẳng đi làm những cái chuyện nó tiêu cực hơn thì nó còn tệ hơn là đi chơi. Đi chơi cũng tiêu tiền, nó cũng góp một cái phần để mà xã hội nó hoạt động, nó vận hành, nó phải có chi tiêu. Chỉ những cái trường hợp đi chơi mà vô bổ, mà đi chơi phá làng phá xóm thì mình không nói ha. Cái xã hội thì nó phải có một cái nhóm người tiêu tiền thì cái phần còn lại mới kiếm tiền được.
Cho nên là ở một số cái khía cạnh như nói về nhân quả đi, tất cả những cái gì mình sống trên đời này, mình là mình vay hết, có vay có trả. Thì mình đi nhiều thì mai mốt mình không được đi. Thì nếu đứng trên cái khía cạnh nhân quả thì nói như vậy. Nhưng mà nó cũng có cái gì để chứng minh hết. Quan trọng là cái người ta đi, người ta làm có làm ra cái giá trị gì không, để có làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người khác không. Chứ còn người ta đi, người ta tiêu tiền á, thì người ta mới giúp cái bộ phận còn lại để kiếm tiền được. Thì cái quan điểm của mình là như vậy. Mình nghĩ nếu mình có thể mình chia sẻ với lại cộng đồng á, cái cách mình kiếm tiền cho nó đàng hoàng, kiếm tiền một cách lương thiện, thì nó vẫn hay hơn là đi dạy cách người ta xài tiền như thế nào. Tại mỗi người có cái nhu cầu riêng đừng có dạy người ta cách xài tiền, dạy người ta cái cách kiếm tiền đàng hoàng, chính đáng á, thì nó vẫn tốt và hay hơn ha. Đó là cái quan điểm của mình. Theo mình thì nó cũng không có gì sai, nó cũng không có gì mắc cười hết. Mà nó mắc cười ở cái chỗ cái người nói á, cái người nào nói cái câu đó thì nó sẽ có cái giá trị, mang lại cái giá trị của cái câu đó. Chứ còn có nhiều người nói ra cái câu đó mình thấy nó không có giá trị gì hết, là bởi vì cái giá trị cái người nói đó không có giá trị. nghe mọi người nghe hiểu ý mình nói không? Thì nghe mắc cười. Tại vì quan điểm của mình đó nha, quan điểm của mình á là trong một cái xã hội á, sở dĩ nó có cái người này người kia là bởi vì nó trong một cái xã hội nó phải là như vậy, nó phải có một cái trật tự như vậy. Cái xáo trộn nó lộn xộn trong cái xã hội đó, nó cũng là một cái chuyện đã được sắp đặt trước rồi. Tuân theo tự nhiên thôi. Nếu như giờ mọi người cứ khuyên tất cả mọi người hãy sống giống như cái cách tôi đi, hoặc là hãy sống theo một cái chân lý nào đó đi, thì gần như là nó không còn là một cái xã hội nữa. Thì tất khi đó tất cả mọi người đều giống như mình, hoặc là mọi người đều tốt giống như mình, hoặc là tốt theo một cái triết lý nào đó, thì cuối cùng là xã hội nó bình thường, không còn phân biệt tốt xấu nữa, bởi vì giống nhau hết rồi, không thấy tốt không thấy xấu nữa. Rồi lúc đó cái tốt nó không có cái giá trị để mà so sánh nữa. Thì mình nghĩ là mọi thứ trên cái cõi đời này nó được sắp đặt rồi. Mình chỉ làm tốt nhất cái vai trò của mình ở cái cõi đời này thôi là được rồi. Vô cái đường Nguyễn Xiển, vẹo vô cái đường này để mình đi qua bên Trảng Bom thì nó đỡ xe hơn thôi, với lại đông, bên đường ngoài đông lắm. Lần này hồi đó mình đi Hồ Trị An á, cái tour mình đi Hồ Trị An rừng Mã Đà đó, là mình cũng đi cái đường này ha. Cái clip đó mọi người chưa xem thì xem lại ha. Mình sẽ để ở cái góc bên trên bên phải ha. Trong clip đó mình quay luôn cái intro của kênh mình á. Mình mấy cái footage trong đó mình dùng làm intro, là mình quay trong đó. Đó, bây giờ mình ra lại quốc lộ nè. Mình né được cái chỗ trung tâm hay kẹt xe chỗ hôm nay. Cái bác nào đi chưa biết đường đó thì tham khảo ha. Ra đây nó bóp xe đi trong kia quả chè đậu luôn. 2000 years later. Trời ơi, bó tay thiệt. Mình mới làm xong. Mình đứng công việc núp, mình nắng quá cái mình vô cái bóng mát, mình trong cái hẻm á mình đứng.
mình đứng mình nghỉ mát. Thế cũng có một chú cũng đứng tuổi à, năm mấy tuổi à, lại nhìn xe rồi ngắm rồi hỏi han xe này mua nhiêu này kia rồi, không hỏi cái gì khác ngoài xe hết. Vậy mà hồi quay qua đi báo công an với báo cảnh sát cơ động xuống, nó thấy giống như kiểu người khả nghi á. Trời ơi, bó tay thiệt chứ, nó người Việt của mình, không hỏi coi anh làm gì, cháu từ đâu tới rồi chẳng hạn, hiểu không? Không hỏi gì hết, hỏi xe thôi à, rồi hồi đi báo công an. Trời ơi, thiệt bó tay, không thể tưởng tượng nổi. Có cái tật suy diễn lắm nha, không hiểu, không hỏi, không đem hỏi sĩ diện, không hỏi gì hết, hỏi xe thôi, chiếc này mua nhiêu, đồ chơi này là gì. Rồi quay qua đi báo công an với cảnh sát cơ động, công an xã rồi tới. Nay đối tượng khả nghi, người ta lại người ta nói, người ta hỏi mình nói mình làm ngay chỗ đó, người ta cười, người ta đi, nói là tại dân nói thấy đối tượng khả nghi nên là báo, nên phải chạy xuống coi. Rồi thôi không có gì, rồi họ đi. Thiệt tình luôn á, không hiểu nổi luôn á. Mà lớn tuổi nha, chứ không phải chơi chơi đâu. Không hỏi gì hết, suy diễn lập công. Nãy giờ gặp 2-3 anh em 65 dinh chạy gã đua hoài luôn. Thấy mình chạy yếu quá nên là cà khịa. Thiệt tình luôn á, muốn ra đường muốn hiền cũng khó nữa. Sao mà cứ phải như vậy mới chịu, phải thắng thua mới chịu. Ăn cái gì ăn chút, tháng giờ chưa ăn. Đi tiếp mọi người, giờ mình đi qua núi Vinh ha. Qua núi Vinh ngồi nghỉ cho nó mát xíu rồi mình về. Mình dự kiến là sẽ đi qua phà Cần Giờ đi về, tại đó giờ chưa có đi phà Cần Giờ nên đi thử cho biết cái lại có gì mình quay cho mọi người xem. Hình như là bây giờ phà Cần Giờ người ta cho xe ô tô đi rồi hay sao á, không biết nữa, tí xíu mình coi cái gì mình quay. Nắng lắm mọi người, quá nắng luôn. Vừa nắng vừa nóng. Vậy đó chứ chiều là mưa à. Nói chung là nếu như mà có trang bị Google thì chạy theo Google cũng được. Đây cũng nhiều bác đi lắm rồi cho nên là Google dễ chính xác lắm. Đây mình tóc lên để trái nè, đường này rộng lắm, rộng thênh thang luôn. Chạy tiếp tục chạy vô đây. Đường trong này thì rộng thênh thang. Smart beat cũng được nữa. Đây là lần đầu tiên mình đi núi Vinh luôn mọi người, thấy anh em đi ngoài rồi. Mình chưa đi. Nên chạy từ Chẳng Bơm Đồng Nai về đây luôn. Đó, trước chắc là cái dãy núi trước mặt mọi người nè. Đó, dãy núi này nè. Không biết có cái dinh gì trên đó. Cái đường rẽ trái nè. Đó, có cái bảng chỉ nè. Đi núi Vinh ha, quẹo qua đây. Ở đây nó mát thiệt luôn mọi người. Rồi tới nơi thì nó mát liền. Mọi người đi trekking nè.
mát. Tí xíu đứng ngay gần mấy cục đá nè là nó mát tê tái luôn. Toàn cảnh núi Vinh nè, những mấy út cua ai giật đèo lên đây giật cũng được à, dù nó không có dài mà cua nó nhiều. Ở đây người ta bán mía dọc đường mọi người, trời ơi đây quá trời xe luôn nè. Ở trên đây có cái gì vậy ta, chắc là chùa quá. Ôi ôi xe quá trời nè, nhưng mà lên đây thì có cái gì, đây có cái gì chắc là đi trekking núi quá ha. Thấy hai bên không có gì hết mà xe đứng rất là đông. Thấy mấy anh chị mà đi trekking á, thấy đi hướng núi Vinh nhiều. Đây là chùa Diệu Linh Ngọc Quán, khu di tích chùa Diệu Linh. Và đây mình ngồi uống nước dừa rồi đi ha. Mình đang đứng ở núi Vinh ha mọi người. Mình lên tới đỉnh luôn rồi đó, chạy hết đường luôn rồi đó. Nó còn một cái ngã rẽ dưới kia đó, ngã rẽ dưới kia đó, chỗ mấy chiếc xe ô tô đậu nhiều thiệt là nhiều á, nhưng mà ít có ai đi lên đây lắm. Người đến ngã đó người ta rẽ qua, hình như trong đó có một quán gì á. Còn đi lên trên này là chùa Diệu Linh. Bên này mình thấy nó yên tĩnh đó, mình lên mình đậu xe giữa đường, ở ngoài mình lên võng mình ngồi nhớ mát uống nước gì đó, trời mát mát rồi mình về. Ở đây nhà chùa có thải nước, mình đem cái bình nước vô hứng nước uống. Giờ mình lên mình hứng nước. Núi Vinh thì là một cái địa phận thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nằm cách Sài Gòn khoảng 70 cây. Đây là một cái ngọn núi có độ cao khoảng 500 mét so với mực nước biển. Núi có khá nhiều cái di tích lịch sử từ thời kháng chiến như hang Mai, hang Tổ, hang Dây Bí, hang Dơi vân vân. Đường vào núi thì nằm trên quốc lộ 51 bên cạnh giáo xứ Kim Hải. Các bạn có thể chạy đến khi nào thấy nhà thờ giáo xứ Chu Hải và Kim Hải nằm sát nhau. Bên cạnh chính là đường vô núi Vinh, và cái con đường này cũng tên là núi Vinh luôn nhé bạn. Rồi mình từ trên chùa Diệu Linh xuống ha, nó trên đỉnh của núi Vinh luôn á mọi người. Cái chùa này mình thấy hay, thân thiện á, nói chung là nó yên tĩnh nè, sạch sẽ. Chùa thì quanh năm đãi đồ ăn thức uống thoải mái,
khách Phật tử thập phương rồi đến có ghé chùa thì có nước uống, có đồ ăn sẵn hết ha. Nên mọi người có dịp thì ghé viếng chùa. Nãy mình lên thì ít có ai lên đến đó lắm, tại anh thuốc trên đỉnh không biết mọi người có biết hay không. Ở trên này thì hai bên đường là chùa quá trời luôn. Thấy xe du lịch đậu hai bên đường nhiều lắm. Hình như bên này hay bên này có suối á. Có suối nhiều lắm, thấy nhiều gia đình lên dựng trại con cái ăn uống ngồi bên mấy cục đá nhìn hay lắm. Này cuối tuần mình lên đây mình chơi cũng được nè, gia đình nào có con nhỏ rồi đó lên đây ngồi chơi cũng hay á, mát mẻ. Mình cũng mới biết ở đây à. Đi thử cái đường này mới gặp mấy anh em ở Bà Rịa chơi cào cào á. Mấy em mới chỉ đi ra hướng Bà Rịa thử coi sao. Ông đi dọc đường mà gặp mấy anh em á cũng cùng đam mê á, nói chuyện hoài. Giờ nhiều chuyện nói hoài, nói không hết chuyện. Có cái núi trước mặt ngầu quá, không biết đường này đi thẳng hay chắc quẹo đây đi, có vẻ đường này đi ra lại. Gặp nói chuyện hoài, hết chuyện này đến chuyện kia. Mình đang đi trên đường về Vũng Tàu mà đi đường cũ, không có đi đường mở mới, đường 30 tháng 4 sau này bên nhóm bên kia ha. Mấy cái đường này là đường lâu lắm rồi mới đi, từ lúc mà nó có cái đường bên kia mình đâu có đi đường bên này nữa. Hôm ra giờ đường này nó vắng, chạy sướng hơn. Giờ mình nhấn bên này thấy toàn đất quân sự không. Giờ mình sẽ đi về chỗ cái phà Cần Giờ và phà Vũng Tàu Cần Giờ, mình sẽ đi hướng đó về. Đi đường mình chưa, đường đó mình chưa đi bao giờ nên hôm nay đi trải nghiệm đường nhiều cây nhất của thành phố Vũng Tàu nè. Này mấy cái tổng công ty dầu khí Việt Nam hữu nghị Việt Xô với mọi người đây nè, nhìn hoành tráng. Bây giờ mình chạy ra ngoài phía biển ha, xong rồi đi lên phía bãi trước để mình đi về hướng phà Cần Giờ. Mình nhớ là nó nằm ở đâu phía đó thì cứ chạy đến đó thôi. Đó, Vũng Tàu. Chào mấy bạn biker Vũng Tàu nha. Bye bye. Mình đi lướt qua Vũng Tàu một chút xíu thôi nên là chào mấy bạn luôn. Cáp treo vẫn còn hoạt động nè. Đi lên Hồ Mây thì phải, lên khu du lịch Hồ Mây. Sắp đến nè. À, Cần Giờ. Hồ
không biết đoạn nào, như nó đoạn đâu đây nè. Đây. Một vé xe luôn. Một người một xe, xe máy. Có 20.000 luôn. Ủa mấy giờ tàu chạy? Mấy giờ phải chạy liên tục cho nên là anh sắp giờ một xíu nữa là đi nữa. Ok. Đây, xuống dưới đây. Ngồi chờ. Sao mấy xe này đậu ở đây ta? À chắc là đợi chuyến chở xe ô tô á. Tàu bắt đầu chạy rồi đó mọi người. Tàu
xuống phà. Rồi về đến đây là về đến Sài Gòn rồi ha mọi người. Đi đường này lý tưởng ghê á. Chứ giờ đó mà đi về đường quốc lộ là nó kẹt chịu không nổi đâu. Rồi, giờ đi có chút xíu à. Qua đến đây. Vấn đề là bây giờ đi về Sài Gòn không biết đi đường nào. Chắc đi đường này quá. Chạy đại đi ha. Ok. Có cảm giác như là đi sai đường á. Có vẻ là đúng đường rồi đó mọi người. Đúng đường rồi. Đi qua bãi biển Cần Giờ bên kia. Ra đường này là thấy quen rồi. Ok. Nó cũng vòng trên này, nó cũng ra đường chính à. Anh cũng không lo. Chạy theo mấy chiếc xe hơi nè. Ở bên này bắn tốc độ dữ lắm. Đi Cần Giờ là bắn tốc độ dữ lắm ha. 60 ha. 60 đi lên trong. Thiệt là khổ quá đi. Xe nó cân bằng. Xe này nó chạy nó cân bằng ghê lắm. Nó khỉ rồi. Cái chỗ này mấy con khỉ nó hay giật đồ lắm. Ai lên chơi thì cẩn thận. Nó thấy cái gì nó cũng giật hết. Ôi da. Sắp về tới phà Bình Khánh rồi. Đi thêm một lần phà nữa thôi là về nhà. Đó mấy anh em chơi MTB phà Bình Khánh. Kẹt xe dài tít đằng kia luôn. Xe máy chứ xe ô tô là đỡ chết dịch luôn. Ui trà, hãy sấm chớp hả? Nhiêu vậy? Nhiêu vậy? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Mẹ đi theo tôi rồi. Rồi, bây giờ còn lấy 4.500. Xuống phà Phà Bình Khánh. Về đến Sài Gòn. Chính thức về đến Sài Gòn. Ồ, đã quá.
Về đến bên này chạy thoải mái. Ít xíu mình sẽ đi cái đường bên trái để về Nguyễn Hữu Thọ ha, chứ không có đi thẳng cái đường này qua Huỳnh Tấn Phát đồ, nó kẹt xe quận tư ghê lắm. À, đến chỗ ngã ba này mình quẹo trái. Anh em nào mà đi về hướng này thì tham khảo thêm cái con đường này ha. Đường này là đường Nguyễn Bình. Xong này đâu nó chạy vòng bên quận 7 á. Xíu lên cái cầu thứ hai ở trên kia thì mình sẽ đi lòn với cái gầm cầu ha. Rồi đến đây là mình rẽ trái. Nay mình rẽ trái. Rồi mình đi đi vòng lên cầu. Ghê chưa, ghê chưa. Quá dữ luôn. Mặt ship mà đi mô tô. Vậy là mình kết thúc cái tour ngắn trong ngày hôm nay ha. Hôm nay mình đi 230 cây cả đi cả về. Cùng mình đi từ Sài Gòn lên Trảng Bom Đồng Nai, rồi lên Bà Rịa Vũng Tàu, rồi rồi về Cần Giờ, rồi về lại Sài Gòn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái clip mình ha. Nếu mà thấy có cái gì cần góp ý thì mọi người cứ comment cho mình ha. Tại vì mình làm nó không có kịch bản. Rồi, cảm ơn mọi người. Chào mọi người ha. Bye bye. Xe đông quá. Xe đông quá. Ok. Cứ từ từ mà chạy.